Chào mừng tất cả bạn trở lại với lãnh địa Samsung nha. Trên tay của mình là con S8 Plus màu đỏ nha anh em. Cam kết anh em có một độc nhất vô nhị luôn nha. Đó, mình lựa là tên hàng trăm cây ở đây mới có được một cây này nha anh em. Bữa nay mình sổ đến anh em luôn. Con này bán cho anh em chỉ có 1.400.000 thôi. RAM 4GB, chip 835, bộ nhớ 64GB. Con này mã Mỹ nha anh em. Camera cực kỳ sắc nét luôn nha. Đó, lướt mượt mà luôn. Đây, ở đây là cả đống hàng luôn, xả hàng đến cùng anh em luôn. Anh em nào thích qua lựa trực tiếp luôn nha. Đây, vô thông số cho anh em xem luôn. Đây, để chỉnh tiếng Việt cái nha anh em. Con này đang để tiếng Anh nha. Đây, chỉnh qua tiếng Việt cho anh em dễ xài luôn. Hàng này hàng chính hãng luôn nha. Ngoại hình còn 99%. Anh em nhìn vô là mê liền. Giá chỉ có 1.400.000 thôi. Anh em nào thích qua mình luôn nha. Đây, vô thông số cho anh em luôn. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB nha anh em. Mình mà đâu đưa nó tương tác. Con này vân tay mặt lưng nha. Với lại tùm lum chồng cực kỳ mượt mà luôn. Mặc dù ra mắt này là cỡ 3-4 năm rồi nhưng mà xài rất mượt nha. Đó, ngoại hình còn rất đẹp luôn. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha anh em.